Chào mừng quý vị đến với kênh Tâm Linh 365. Quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những video mới nhất từ chúng tôi nhé. Tâm Linh 365 xin kính chào quý anh chị và các bạn. Hoan hỉ chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của chúng tôi ngày hôm nay. Thay mặt ban biên tập chương trình, chúng tôi xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến quý anh chị và các bạn. Chúc quý anh chị và các bạn có một ngày làm việc suôn sẻ, may mắn, hanh thông và thuận lợi. Quý anh chị và các bạn thân mến, có rất nhiều việc tựa như gió thoảng mây bay. Chỉ cần trân trọng những gì mình đang có, chúng ta mới không phải nuối tiếc trong cuộc sống. Đừng lựa chọn an nhàn khi vẫn còn đang trẻ. Không nên mất thời gian để hối tiếc quá khứ một cách vô ích hoặc là than phiền về những thay đổi khiến ta khó chịu. Vì thay đổi là tất yếu của cuộc sống. Bạn chỉ sống có một lần trong đời. Vậy ở video ngày hôm nay, chúng tôi cũng xin chia sẻ với quý anh chị và các bạn về chủ đề tử vi hàng ngày, ngày mùng 5 tháng 6 năm 2024 dương lịch của 12 con giáp. Quý anh chị hãy chú ý theo dõi để nắm được vận trình sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, sự may mắn hay là suy sẹo của mình để có thể chủ động phòng tránh. Và để không bỏ lỡ những video mới nhất từ Tâm Linh 365, quý anh chị hãy hoan hỉ đăng ký kênh miễn phí để ủng hộ cho ban biên tập chương trình. Sau đó nhấn vào tín hiệu chuông để được nhận thông báo mỗi khi có video mới. Hoặc quý anh chị cũng có thể truy cập vào đường link Facebook Tâm Linh 365 đã được gắn link ở dưới phần mô tả. Còn bây giờ, xin mời quý anh chị và các bạn hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu về thông tin chi tiết. Quý anh chị và các bạn thân mến, sau đây là thông tin chi tiết tử vi cho ngày mùng 5 tháng 6 năm 2024 dương lịch. Âm lịch là ngày 29 tháng 4, tức ngày Kỷ Hợi, tháng Kỷ Tỵ, năm Giáp Thìn, tiết khí tiểu mãn. Giờ hoàng đạo trong ngày hôm nay, Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ Kim Quỹ, Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ Bảo Quang, Kỷ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ Ngọc Đường, Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ Tư Mệnh, Nhâm Thân từ 15 giờ đến 17 giờ Thanh Long, Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ Minh Đường. Giờ hắc đạo hay còn gọi là giờ xấu, Mậu Dần từ 3 giờ đến 5 giờ Bạch Hổ, Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ Thiên Lao, Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ Nguyên Vũ, Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ Câu Trận, Bính Tuất từ 19 đến 21 giờ Thiên Hình, Đinh Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ Chu Tước. Ngũ hành niên mệnh Bích Thượng Thổ, ngày Canh Tý tức Can Sinh Chi là ngày cát. Nạp âm Bích Thượng Thổ kỵ tuổi, Sắp Ngọ, Bính Ngọ. Ngày thuộc hành thổ, khắc hành thủy, đặc biệt tuổi Bính Ngọ, Nhâm Tuất thuộc hành thủy, không sợ thổ. Ngày Tý, lục hợp sửu, tam hợp thân, Thìn thành thủy cục. Xung Ngọ, Hình Mão, Hại Mùi, Phá Dậu, Tuyệt Tỵ. Xem ngày tốt xấu theo trực, trực nguy xấu về mọi việc. Tuổi xung khắc, xung ngày là Nhâm Ngọ, Bính Ngọ, Giáp Thân, Giáp Dần. Còn tuổi xung tháng gồm có Tân Hợi và Đinh Hợi. Về sao tốt, theo Ngọc Hạp Thông Thư, sao Nguyệt Đức tốt cho mọi việc. Thiên Mã hay còn gọi là Lộc Mã tốt cho việc xuất hành, giao dịch, mua bán, kết cấu, cầu tài lộc. Hoạt điệu tốt nhưng gặp thụ tử thì xấu. Về sao xấu, theo Ngọc Hạp Thông Thư cho thấy sao Thiên Lại xấu mọi việc, sao Hoang Vu xấu mọi việc, Bạch Hổ kỵ an táng, xuất hành, hỷ thần, hướng thần may mắn là hướng tốt, đó là Tây Bắc. Tài thần là hướng thần tài, là hướng Tây Nam. Ngày tốt theo nhị thập bát tú. Ngày tốt hôm nay, sao cơ, ngũ hành thủy, động vật báo hay còn gọi là beo. Cư thủy báo, phùng dị, tốt. Tiết tú, tướng tinh con beo, chủ trị ngày thứ tư. Nên làm, khởi tạo trăm việc đều tốt, tốt nhất là chôn cất, tu bổ mồ mả, chổ cửa, khai trương, xuất hành, các việc thủy lợi như là tháo nước, đào kênh, khai thông mương rãnh, kiêng cữ, đóng giường, lót giường, đi thuyền. Ngoại lệ sao cơ gặp ngày Thân, Tý, Thìn, trăm việc đều kỵ. Gặp ngày Thìn thì sao cơ đăng viên lẽ ra là rất tốt, nhưng lại phạm phục đoạn. Phạm phục đoạn thì rất kỵ chôn cất, xuất hành, các việc thừa kế, chia gia tài, khởi công làm lò nhuộm, lò gốm, nhưng nên tiến hành xây tường, lấp hang lỗ,
làm cầu tiêu kết dứt điều hung hại. Nhân thần. Ngày 29 âm lịch nhân thần, ở phía trong xương cùng đầu gối, bàn chân, sáu ống chân, tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này. Giờ xuất hành theo lý thuần phong, giờ đại an tốt từ 9 đến 11 giờ và từ 21 đến 23 giờ. Xuất hành giờ này thì mọi việc đa phần đều tốt lành, muốn cầu tài đi hướng Tây Nam. Giờ tốt khỉ tốt từ 11 đến 13 giờ và từ 23 giờ đến 1 giờ. Xuất hành vào giờ này gặp nhiều điềm lành, niềm vui đến, nhưng nên lưu ý chọn buổi sáng sẽ tốt hơn. Giờ lưu niên xấu từ 1 đến 3 giờ và từ 13 đến 15 giờ. Nghiệp khó thành, cầu tài mờ mịt, kiện cáo nên hoãn lại, người đi chưa có tin về. Giờ xích khẩu xấu từ 3 đến 5 giờ và từ 15 đến 17 giờ. Xuất hành vào giờ này hay xảy ra cãi cọ, gặp chuyện không hay. Giờ tiểu cát tốt từ 5 đến 7 giờ và từ 17 đến 19 giờ, rất tốt lành. Xuất hành giờ này thường gặp nhiều may mắn, buôn bán có lời. Giờ không vong tuyệt lộ xấu từ 7 đến 9 giờ và từ 19 đến 21 giờ. Đây là giờ đại hung rất xấu, xuất hành vào giờ này mọi chuyện đều không may. Ngày xuất hành theo khổng minh, ngày thuần dương xấu, rất xấu, xuất hành bị hại, mất của, mọi việc đều bất thành. Quý anh chị và các bạn thân mến, trên đây là tổng quan tử vi trong ngày mùng 5 tháng 6 năm 2024 dương lịch. Sau đây, mời quý anh chị và các bạn hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu về thông tin chi tiết của từng con giáp trong ngày mới này. Đầu tiên là thông tin chi tiết tử vi của con giáp tuổi Tý trong ngày mùng 5 tháng 6. Tử vi ngày mới nói rằng, hôm nay người tuổi Tý được cục diện thân Tý bán hợp che chở, nên mọi việc trong ngày đều hanh thông thuận lợi không ngờ. Các mối quan hệ của con giáp này cũng nhờ đó mà hài hòa hơn trước khá nhiều. Các tinh độ mệnh, bản mệnh tự tin khẳng định được vị thế của bản thân. Những người tham gia thi cử trong thời điểm này dự báo có nhiều tin hiệu khả quan. Chỉ cần con giáp này vững tâm, ôn luyện, chắc chắn kết quả thu về sẽ như bạn mong muốn. Thời gian này, thần may mắn cũng đã gọi tên của con giáp tuổi Tý. Khi chuyện tình cảm cũng không kém phần tốt đẹp, ngũ hành trong ngày hôm nay, kim tương sinh giúp cho người tuổi Tý có mối quan hệ rất tốt đẹp với đối phương, ngày một gắn kết với nhau hơn, cảm thông và lo lắng cho nhau. Sự lắng nghe, chia sẻ giúp cho cả hai người có thấu hiểu nhau hơn. Người tuổi Tý có thể mong đợi một ngày mùng 5 tháng 6 đầy tích cực, giúp họ giữ được tinh thần minh mẫn và quyết đoán. Trong công việc, đặc biệt là kinh doanh thì họ lại có cơ hội ký kết được hợp đồng lớn nhờ vào khả năng giao tiếp, ấn tượng, tam hợp xuất hiện cũng mang tới cho người tuổi Tý một ngày làm việc hiệu quả, vạn sự thuận lợi, thuận buồm xuôi gió. Cát khí cũng che chở, báo nhiều tin vui về đường tài lộc, nhất là những ai làm trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán thì sẽ mua may, bán đắt, thu về lợi nhuận khá cao. Trong ngày hôm nay còn được chính ấn tương trợ, cho những người đang ở vị trí lãnh đạo có những quyết định sáng suốt. Những ai đang là nhân viên đừng nản chí, hãy tiếp tục học tập và cải thiện kỹ năng của mình, sẽ sớm nhận được tin vui thăng tiến trong thời gian tới đây. Ngũ hành tương sinh trong ngày mới này cho thấy, đào hoa ghé thăm các bạn độc thân, hãy tận dụng thời gian này tối đa lợi thế của bản thân mình. Đối với những người đã có gia đình thì đây cũng là thời điểm tốt để tương tác, chia sẻ những cảm xúc, nỗi niềm mà thời gian vừa qua hai vợ chồng chưa có thời gian để trò chuyện với nhau. Theo dõi tử vi trong ngày mới, tuổi Giáp Tý mệnh kim cho thấy, bạn có một ngày làm việc hiệu quả, vạn sự thuận buồm xuôi gió và hanh thông. Tử vi trong ngày tuổi Bính Tý mệnh thủy, ngày mùng 5 tháng 6, có nhiều tin vui về đường tài lộc, thu về lợi nhuận cao. Tử vi trong ngày mùng 5 tháng 6 năm 2024 dương lịch, tuổi Mậu Tý mệnh hỏa, người đang ở vị trí lãnh đạo thì có những quyết định sáng suốt. Tử vi trong ngày mới của tuổi Canh Tý mệnh thổ, ngày hôm nay bạn hãy tiếp tục học tập, cải thiện kỹ năng của bản thân mình. Theo dõi tử vi trong ngày mới tuổi Nhâm Tý mệnh mộc cho thấy, đào hoa ghé thăm các bạn còn độc thân thì ngày hôm nay sẽ nhận được tin vui, đào hoa nở rộ. Sự nghiệp trong ngày hôm nay đạt 5 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn trong ngày 12, 34, màu sắc cát tường là xanh và đen,
Quý nhân phù trợ là tuổi Thìn, tuổi Thân, giờ tốt trong ngày là từ 7 đến 9 giờ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Tý đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Tý luôn gặp nhiều may mắn và hanh thông. Tiếp theo là tử vi của con giáp tuổi Sửu trong ngày mùng 5 tháng 6 năm 2024 dương lịch. Tuổi Sửu có xu hướng trở nên cố chấp, ngang ngược hơn hẳn thường ngày. Con giáp này khăng khăng với nhận định của bản thân, gạt bỏ mọi ý kiến đóng góp của những người xung quanh. Cách xử sự như vậy có thể khiến cho bản mệnh gặp không ít những rắc rối. Tuổi Sửu tốt nhất nên tránh tranh chấp với người khác vì bản mệnh dễ bị thiệt thòi. Thậm chí còn có thể dẫn đến họa kiện tụng. Nên chuyện lớn thì hóa nhỏ, mà chuyện nhỏ hóa không có, giải quyết bằng thương lượng, hòa hoãn vẫn là thượng sách. Trong ngày hôm nay, người tuổi Sửu dễ bị ức chế, dồn ứ vì những chuyện đau đầu đâu đâu. Đôi khi chỉ vì vài thứ nhỏ nhặt mà bản mệnh cũng cảm thấy không vừa mắt và tỏ ra gắt gỏng với những người thân của mình, khiến cho không khí gia đình trở nên nặng nề, ảm đạm. Trong ngày, bạn hãy kiểm soát cảm xúc của bản thân để có thể giữ gìn hạnh phúc gia đình. Người tuổi Sửu luôn chú ý đến cách cư xử của bản thân mình. Những như vậy không có nghĩa là bạn không vướng vào rắc rối. Trong ngày hôm nay, do chịu tác động của tỷ kiên nên bạn cũng dễ vướng vào tranh chấp do đồng nghiệp, bạn bè gây ra. Ngày hôm nay, con giáp tuổi Sửu cũng nên chú ý. Nếu gặp phải tình trạng này thì bạn không cần thiết phải quá bức xúc và vội vàng thanh minh cho chính bản thân mình. Bạn hãy dùng hành động thực tế để chứng minh, khiến cho mọi người không còn hiểu lầm và cũng biết rõ được lập trường của bạn là gì. Theo dõi trong ngày Mộc Khắc Thổ, chuyện tình cảm giữa người tuổi này và nửa kia thì không được như ý muốn. Ngày hôm nay, đôi bên có thể tranh cãi vì một số vấn đề không thống nhất. Tuy nhiên, thì sau mỗi lần mâu thuẫn, đôi bên sẽ càng thêm hiểu về nhau hơn. Chỉ cần bạn không quá cố chấp và biết bao dung hơn thì mọi chuyện sẽ luôn luôn thuận lợi. Tử vi tuổi Ất Sửu mệnh Kim vướng vào rắc rối với bạn bè, đồng nghiệp cùng công ty. Tử vi trong ngày tuổi Đinh Sửu mệnh Thủy không nên quá bức xúc khi đối diện với những khó khăn và thử thách. Tử vi tuổi Kỷ Sửu mệnh Hỏa có thể bạn bị mọi người hiểu lầm và đánh giá sai. Tử vi tuổi Tân Sửu mệnh Thổ ngày hôm nay không nên cố chấp, hãy bao dung hơn với mọi người. Tử vi tuổi Quý Sửu mệnh Mộc, vợ chồng không thống nhất được ý kiến với nhau. Theo dõi vận trình trong ngày hôm nay, sự nghiệp đạt 5 sao, tài lộc đạt 3 sao, tình cảm đạt 3 sao và vận trình sức khỏe đạt 3 sao. Con số may mắn trong ngày 4464, màu sắc cát tường là nâu, trắng, quý nhân phù trợ là tuổi Thân, tuổi Ngọ. Giờ tốt trong ngày là từ 3 đến 5 giờ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Sửu đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Sửu có một ngày làm việc suôn sẻ, hanh thông và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi của con giáp tuổi Dần trong ngày mùng 5 tháng 6 năm 2024 dương lịch. Theo dõi tử vi hàng ngày cho thấy rằng tuổi Dần có thể nhanh chóng gặt hái được thành công dù có gặp phải khó khăn đi chăng nữa. Xung quanh bản mệnh cũng không thiếu người chủ động vươn tay giúp đỡ. Với trạng thái tinh thần phấn chấn tỉnh táo, con giáp này còn có thể thử sức mình ở những nội dung công việc mới. Đừng sợ đối mặt với những điều mình chưa biết, bởi thông qua đó, bản mệnh có thể hiểu hơn về bản thân, tìm ra điểm mạnh tiềm ẩn của mình. Trên phương diện tình cảm, những thành tích xuất sắc trong công việc là điểm cộng giúp người độc thân trở nên nổi bật hơn hẳn. Nhiều đối tượng ngưỡng mộ và thật lòng muốn giữ quan hệ với bản mệnh. Hãy cho người có thiện cảm một cơ hội. Công việc của tuổi Dần tiến triển khá thuận lợi nhờ có tam hội giúp sức. Nhờ có đầu óc nhanh nhạy, bạn luôn là người đầu tiên tìm ra phương pháp giải quyết tối ưu cho mọi việc. Cho dù đó là một việc tưởng chừng như rất khó khăn, quan hệ xã giao của con giáp này cũng hài hòa do bản mệnh là một người vừa có tài năng vừa biết cách cư xử. Dù có bực bội và nóng nảy đến thế nào đi chăng nữa thì bạn cũng có thể kiềm chế sự nóng nảy và không bao giờ to tiếng với bất cứ ai. May mắn, gia đình luôn là tổ ấm của bạn, cho dù bạn có gặp phải nhiều khó khăn thử thách trong xã hội đến thế nào đi chăng nữa, thì bạn cũng luôn tìm được niềm an ủi mỗi khi về nhà. Vì thế, hãy luôn trân trọng gia đình của mình. Theo dõi tử vi trong ngày tuổi Sắp Dần mệnh Thủy, công việc tiến triển rất thuận lợi. Tử vi tuổi Bính Dần mệnh Hỏa có cách giải quyết cho mọi việc dù khó khăn. Tử vi trong ngày mới tuổi Mậu Dần mệnh Thổ
quan hệ xã giao thuận lợi, được nhiều người yêu mến. Tử vi tuổi Canh Dần mệnh mộc, biết làm vừa lòng mọi người, không nổi nóng với người khác. Tử vi tuổi Nhâm Dần mệnh kim, thực hiện những công việc đã được lên kế hoạch từ trước. Sự nghiệp trong ngày đạt 5 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn trong ngày hôm nay 25, 36, màu sắc cát tường là xanh lam, quý nhân phù trợ là tuổi Ngọ, tuổi Tuất và tuổi Hợi, giờ tốt trong ngày là từ 3 đến 5 giờ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Dần đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Dần luôn gặp nhiều may mắn, hanh thông và thành công trong mọi lĩnh vực. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày mùng 5 tháng 6 năm 2024 dương lịch. Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, ngày hôm nay tuổi Mão sẽ gặp không ít rắc rối liên quan đến tiền bạc. Con giáp này dễ bị choáng ngợp trước những lời mời gọi hấp dẫn để rồi vội vàng đầu tư mà không tìm hiểu những rủi ro ẩn sau đó. Hãy tỉnh táo, sáng suốt trước khi quyết định những chuyện hệ trọng như thế này. Số tiền đầu tư dù lớn hay nhỏ cũng là công sức mà bản mệnh đã bỏ ra bấy lâu nay, đừng để chúng một đi không trở lại. Ngoài ra, ngũ hành kim mộc xung khắc còn cảnh báo con giáp này nên cẩn thận với những mối quan hệ khác giới. Sự tin tưởng đặt nhầm chỗ sẽ khiến cho tuổi Mão phải chịu những tổn thương khó có thể lành được. Do bị kiếp tài chiếu mệnh, người tuổi Mão có thể phải đối mặt với họa phá tài. Bản mệnh nên tìm hiểu rõ tình hình trước khi tiến hành kinh doanh hay đầu tư, càng những hạng mục tiềm ẩn, rủi ro lại càng phải cẩn thận, đừng tham cái lợi trước mắt. Tiền kiếm được cực khổ vô cùng, đừng dễ dàng đánh mất vì sự chủ quan của bản thân. Trong ngày không có may mắn song hành như thế này, bản mệnh cũng nên thận trọng từng lời ăn tiếng nói để không vướng phải họa thị phi, để tránh khỏi những xung đột không đáng có. Tốt hơn hết, bạn học cách kiếm tiền, kiềm chế bản thân, không cần phải hơn thua với bất cứ ai. Việc mình thì mình làm, chuyện thiên hạ để thiên hạ tự lo. Ngày ngũ hành, chuyện tình cảm yêu đương của bản mệnh không lý tưởng, hai bạn dễ cãi vã to tiếng vì những chuyện nhỏ nhặt không đâu trong cuộc sống thường nhật. Người độc thân vướng vào đào hoa dữ, dễ bị kẻ xấu lừa gạt, tình cảm chỉ vì tính nhẹ dạ cả tin của mình. Từ tuổi Ất Mão, mệnh thủy, có thể phải đối mặt với họa phá tài, chớ nên đầu tư mạo hiểm. Tử vi trong ngày tuổi Đinh Mão, mệnh hỏa, bạn nên tìm hiểu rõ tình hình trước khi tiến hành kinh doanh hay là đầu tư. Tử vi tuổi Kỷ Mão, mệnh thổ, đừng dễ dàng đánh mất tiền bạc vì sự chủ quan của bản thân mình. Tử vi tuổi Tân Mão, mệnh mộc, nên thận trọng từng lời ăn tiếng nói, tránh xung đột không đáng có. Tử vi tuổi Quý Mão, mệnh kim, chuyện tình cảm yêu đương của bản mệnh lại không lý tưởng. Sự nghiệp trong ngày đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 3 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn trong ngày hôm nay 15, 74, màu sắc cát tường là đen và trắng. Quý nhân phù trợ là tuổi Hợi, tuổi Mùi và tuổi Tuất. Giờ tốt trong ngày là từ 13 đến 15 giờ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Mão đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Mão có một ngày làm việc suôn sẻ, hanh thông và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi của con giáp tuổi Thìn trong ngày mùng 5 tháng 6 năm 2024 dương lịch. Theo tử vi hàng ngày cho thấy rằng, hôm nay người tuổi Thìn cần phải đề phòng kẻo có kẻ ném đá giấu tay, muốn hủy hoại đi thanh danh và vị trí của bản mệnh. Có kẻ tiểu nhân bày mưu hãm hại, khiến cho vận trình sa sút mất kiểm soát, nhiều chuyện xảy ra nằm ngoài dự tính. Con giáp này không kịp xoay sở để xử lý dễ lộ ra thiếu sót. Vận đen còn đeo bám, đường tài lộc khi có dấu hiệu mất mát hao hụt tài chính. Không phải tài lộc không có, nhưng bản mệnh tiêu xài hoang phí, khiến cho tài lộc chẳng thể tích tụ, tiền bạc kiếm được bao nhiêu cũng không cánh mà bay. Sức khỏe của tuổi Thìn cũng có dấu hiệu bất ổn, con giáp này dễ mắc bệnh về dạ dày, nhất là người có tiền sử bệnh, người sinh hoạt thất thường, người lao lực, làm việc quá sức. Nếu không chú ý hơn tới chế độ ăn uống ngủ nghỉ thì rất có thể bản mệnh sẽ phải trả giá bằng chính sức khỏe của mình. Cục diện tương hại khiến tuổi Thìn phải đối diện với nhiều chuyện đau đầu ngày hôm nay. Mỗi khi đưa ra một quyết định nào đó, bạn thường khó nhận được sự giúp đỡ và ủng hộ của mọi người, thậm chí còn bị phản đối quyết liệt. Những chuyện không như ý có thể xuất phát từ chính bạn bè, người thân của bạn. Tuy nhiên, dù bản mệnh cảm thấy bất mãn, mệt mỏi đến đâu đi chăng nữa, thì trước tiên bạn cũng nên xem lại mình,
chứ hạn chế những hành động thiếu suy nghĩ. Trong ngày con nhận thấy bạn và nửa kia chưa thực sự thấu hiểu nhau, khi trò chuyện hai người thường xuyên rơi vào tình trạng nóng nảy, cố tình hoặc vô tình nói lời tổn thương nửa kia chỉ vì quan điểm khác biệt. Tử vi trong ngày tuổi Giáp Thìn mệnh hỏa không được mọi người tin tưởng và ủng hộ. Tử vi tuổi Bính Thìn mệnh thổ xảy ra tranh chấp trong họ hàng người thân. Tử vi tuổi Mậu Thìn mệnh mộc không nên hành động thiếu suy nghĩ, xem lại bản thân. Tử vi tuổi Canh Thìn mệnh kim, vợ chồng chưa thật sự thấu hiểu. Tử vi tuổi Nhâm Thìn mệnh thủy cần trò chuyện với nửa kia nhiều hơn. Sự nghiệp trong ngày đạt 3 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn trong ngày 10, 91, màu sắc cát tường là nâu, quý nhân phù trợ là tuổi Tý, tuổi Thân và tuổi Dậu. Giờ tốt trong ngày là từ 23 đến 1 giờ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Thìn đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Thìn có một ngày làm việc may mắn, hanh thông và thuận lợi. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi của con giáp tuổi Tỵ ngày 5 tháng 6 năm 2024 dương lịch. Theo tử vi của 12 con giáp, tuổi Tỵ dễ dàng hòa nhập với tập thể. Dù là mới bước chân vào môi trường mới đi chăng nữa, con giáp này cũng không quá bỡ ngỡ mà nhanh chóng bắt kịp với mọi người xung quanh. Người làm ăn kinh doanh cũng làm quen được với những đối tác, khách hàng triển vọng. Bản mệnh nên nhanh chóng hợp tác với đối phương để có thể tiến trước đối thủ, thu được một khoản tiền khiến ai nấy cũng đều phải ngưỡng mộ. Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày hôm nay, con giáp này nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí ở phía ngoài khớp cổ chân, mép tóc, mắt cá ngoài chân. Được nhị hợp giúp sức, người tuổi Tỵ sẽ có một ngày làm ăn suôn sẻ hoặc sự nghiệp phát triển thuận lợi. Các mối hợp tác kinh doanh đều đem về lợi nhuận khả quan khi đôi bên có sự tin tưởng, đồng lòng với nhau. Tuy nhiên, bạn cần rèn luyện tính quyết đoán, kiên định với mục tiêu mình đã đặt ra, chớ nên thấy khó khăn mà lùi bước, kẻo chẳng thể thu hoạch được điều gì. Với người làm công ăn lương, thì ngày hôm nay thực thần mang tới sự hỗ trợ giúp cho con giáp tuổi Tỵ tìm ra được những giải pháp thú vị để giải quyết vấn đề khúc mắc mà mình đang đối mặt một cách hiệu quả nhất và có thêm thu nhập. Bạn cũng rất vui khi giúp đỡ được ai đó vì đó là cách mà bạn tận hưởng ngày hôm nay trọn vẹn nhất có thể. Trong ngày, đường tình duyên của những chú rắn không được suôn sẻ cho lắm. Hôm nay không phải là một ngày bạn mải mê rong chơi và tìm kiếm tình yêu. Bạn nên dành hết tâm sức cho công việc, năng động, nhanh nhẹn, chăm chỉ để tự tìm kiếm cơ hội cho mình. Đối với người tuổi Ất Tỵ mệnh hỏa, có một ngày làm ăn suôn sẻ hoặc sự nghiệp phát triển thuận lợi. Tử vi tuổi Đinh Tỵ mệnh thổ, các mối hợp tác kinh doanh đều đem về lợi nhuận khả quan. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ mệnh mộc cần rèn luyện tính quyết đoán, kiên định với mục tiêu mà mình đã đặt ra. Tử vi tuổi Tân Tỵ mệnh kim tìm ra được giải pháp thú vị để giải quyết khúc mắc. Tử vi tuổi Quý Tỵ mệnh thủy, đường tình duyên không được suôn sẻ cho lắm. Sự nghiệp trong ngày đạt 4 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn trong ngày hôm nay 24, 77, màu sắc cát tường là đỏ và cam, quý nhân phù trợ là tuổi Sửu, tuổi Dậu và tuổi Thân. Giờ tốt trong ngày là từ 1 đến 3 giờ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Tỵ đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Tỵ luôn gặp nhiều may mắn, thành công trong mọi lĩnh vực. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi của con giáp tuổi Ngọ ngày 5 tháng 6 năm 2024 dương lịch. Theo dõi tử vi hàng ngày cho thấy công việc của tuổi Ngọ gặp nhiều khó khăn và trắc trở. Cũng chỉ vì tin lầm người mà con giáp này dễ mắc bẫy tiểu nhân, khiến cho bản thân phải chịu những hậu quả đáng tiếc, tiền bạc thất thoát nặng nề. Trong ngày hôm nay, bản mệnh cũng cần quan tâm nhiều hơn đến nửa kia của mình. Đừng biện minh cho sự bận rộn của bản thân mà bỏ bê đối phương, sẽ chẳng có gì có thể bù đắp được những hố sâu khoảng cách giữa hai người. Để công việc được thuận lợi ngày hôm nay, thì tuổi Ngọ nên chọn giờ tốt cũng như hướng tốt để xuất hành. Theo đó, đi hướng Đông Bắc để gặp Hỷ Thần và Đông Nam để gặp Tài Thần, tránh xuất hành hướng Tây Bắc bởi đây là một hướng xấu. Tương phá cảnh báo, người tuổi Ngọ cần phải hết sức chú ý trong chuyện chi tiêu ngày hôm nay. Nếu muốn tích lũy thì bạn phải tiêu tiền có kiểm soát hơn, dù lúc ấy túi tiền của bạn có đang rủng rỉnh đến thế nào đi chăng nữa. Nếu làm trong lĩnh vực kinh doanh thì bạn cần tránh đưa ra quyết định đầu tư trong ngày, bởi thời điểm này bạn khó có thể tìm được một mối hợp tác đáng tin cậy.
hãy bình tĩnh, chờ đợi một cơ hội khác thích hợp hơn. Chịu ảnh hưởng của thương quan, người tuổi ngọ gặp nhiều khó khăn trong công việc. Những mâu thuẫn bất đồng với đồng nghiệp khiến cho con giáp này không thể nào thực hiện những việc mình mong muốn. Khi không đủ tập trung thì hiệu suất công việc cũng sẽ bị giảm sút. Trước khi trách móc người khác, bản mệnh cũng cần phải xem lại chính bản thân mình, xem rằng mình cần phải sửa đổi những tính xấu nào, chứ đừng vội đổ lỗi cho người khác. Quá trình tự kiểm điểm sẽ giúp bạn tiến bộ hơn nữa. Theo dõi tử vi tuổi Giáp Ngọ mệnh Kim gặp nhiều khó khăn trong công việc do bất đồng với đồng nghiệp. Tử vi tuổi Bính Ngọ mệnh Thủy, hiệu suất công việc giảm sút do không đủ tập trung. Tử vi tuổi Mậu Ngọ mệnh Hỏa, nên xem xét lại chính bản thân trước khi trách móc người khác. Tử vi tuổi Canh Ngọ mệnh Thổ, quá trình tự kiểm điểm sẽ giúp bạn tiến bộ hơn. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ mệnh Mộc, dễ khắc khẩu với nửa kia do ý kiến của đôi bên bất đồng. Sự nghiệp trong ngày đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 3 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn trong ngày hôm nay 2344, màu sắc cát tường là hồng và tím, quý nhân phù trợ là tuổi Tuất, tuổi Dần và tuổi Mùi. Giờ tốt trong ngày là từ 13 đến 15 giờ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Ngọ đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Ngọ có một ngày làm việc may mắn và thành công. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi của con giáp tuổi Mùi ngày 5 tháng 6 năm 2024 dương lịch. Theo dõi tuổi Mùi nên cẩn trọng mối quan hệ đồng nghiệp, thái độ, hành động của bản mệnh nên có chừng mực nhất định, tôn trọng đối phương, bởi để có được thành công đó không chỉ là sự nỗ lực của riêng con giáp này mà là của cả tập thể. Không chỉ phải đối mặt với rất nhiều áp lực công việc mà chuyện tình cảm cũng không được như ý. Đường hôn nhân tình cảm nhiều trục trặc, mâu thuẫn vợ chồng có thể bị đẩy lên đỉnh điểm khi đôi bên ai cũng khăng khăng bảo vệ cái tôi của mình, không chịu nhún nhường để giữ hòa khí gia đình. Trong ngày này, người mang thai không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở hướng chính bắc, phía ngoài cửa phòng và nhà vệ sinh, bởi việc làm đó có thể ảnh hưởng đến cả mẹ và bé. Cục diện tương phá khiến cho tâm trạng của bản mệnh lâm vào tình trạng bất ổn, chuyện tình cảm không như ý muốn, đôi bên dù yêu thương nhau nhưng lại khiến cho nhau bị tổn thương. Đôi bên cần phải tự điều chỉnh bản thân để các mối quan hệ được hài hòa. Bản mệnh nên dành nhiều thời gian để tâm sự và chia sẻ tâm tư với đối phương. Chỉ khi thấu hiểu và thông cảm với nhau thì mới có thể giữ cho tình cảm lâu bền. Theo dõi tử vi trong ngày hôm nay tuổi Mùi cảnh báo con giáp này cần chi tiêu có kế hoạch, đảm bảo tài chính không mắc vào tình trạng khủng hoảng. Bản mệnh nên tiết kiệm tiền bạc một phần để có thể ứng phó với những tình huống bất ngờ xảy ra. Hôm nay con giáp này làm việc gì cũng cô độc, lủi thủi. Bạn có tính vô tư, nghĩ sao nói vậy nên dễ làm phật lòng đồng nghiệp và khách hàng. Công việc thì vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch nhưng kết quả chưa thực sự khiến bạn hài lòng. Tử vi ngày hôm nay dự báo đường tình cảm có nhiều trục trặc, vợ chồng sống với nhau lâu có chuyện gì thì giải quyết từ từ, không ai nhường ai thì chỉ có nước đi đến đổ vỡ. Anh em trong nhà cũng vậy, càng đoàn kết thì gia đình càng nhiều lộc và ngược lại. Tuổi này hãy lưu tâm, tiền bạc gặp hai hành thổ tương hòa nên không có dịch chuyển. Thu nhập đến từ công việc chính chứ không phải việc phụ bên ngoài nên chớ ôm đồm quá nhiều việc khi mà việc chính còn chưa xong. Tử vi tuổi Ất Mùi mệnh Kim, lòng người là thứ mà bạn nên đề phòng nhất. Tử vi trong ngày tuổi Đinh Mùi mệnh Thủy, người khen bạn lại đang nói xấu sau lưng bạn. Tử vi tuổi Kỷ Mùi mệnh Hỏa, dễ gặp phải xung đột với người nhà. Tử vi tuổi Tân Mùi mệnh Thổ, sống đúng với bản thân, có trách nhiệm trong công việc. Tử vi tuổi Quý Mùi mệnh Mộc, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Sự nghiệp trong ngày đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn trong ngày hôm nay 2750, màu sắc cát tường là trắng và nâu, quý nhân phù trợ là tuổi Ngọ, tuổi Hợi. Giờ tốt trong ngày là từ 19 đến 21 giờ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Mùi đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Mùi luôn gặp nhiều may mắn, hanh thông trong mọi lĩnh vực. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi của con giáp tuổi Thân ngày 5 tháng 6 năm 2024 dương lịch. Theo dõi tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy, tuổi Thân cần cẩn trọng khi giao tiếp với mọi người, đặc biệt là cấp trên của mình. Hãy có cách cư xử linh hoạt hơn, nghĩ gì nói nấy chỉ khiến cho bản mệnh chịu thiệt thòi. Người làm lãnh đạo
cũng chớ nên nghe theo những lời xu nịnh bùi tai, vì những lời nói ấy chỉ khiến cho bản mệnh trở nên thỏa mãn, không nhìn rõ thực tại trước mắt. Đến khi nhận ra sai lầm thì có thể đã quá muộn. Trên phương diện tình cảm, con giáp này không biết tiết chế cảm xúc của mình, khiến cho đối phương cảm thấy ngạt thở trong chính mối quan hệ hiện tại. Bản mệnh hãy để cho được kia có khoảng thời gian và không gian cho riêng mình. Ngày này, người tuổi thân gặp không ít bất lợi do ảnh hưởng của thiên quan hung tinh, tiểu nhân quấy phá. Con giáp này cần phải bình tĩnh để không kích động mà gây chuyện. Kẻ tiểu nhân có thể sẽ nhân lúc bạn tâm trạng bất ổn để kích động tinh thần, khiến cho con giáp này sinh lòng đố kỵ, tự làm hại bản thân bởi những hành động thiếu suy nghĩ. Dù gặp phải bất cứ chuyện gì, đừng quá nóng nảy và vội vàng tìm cách phản kháng. Hãy dùng hành động thực tế để chứng minh cho mọi người thấy bạn là ai và bạn có thể làm được gì. Đến lúc đó, kẻ tiểu nhân cũng sẽ hết đường tắc quái và phải bỏ cuộc thôi. Nếu có kế hoạch xuất hành ngày hôm nay, bản mệnh nên đi về hướng Đông Bắc để gặp Kỷ Thần, Đông Nam để gặp Tài Thần. Đây là hai hướng đem lại nhiều may mắn, giúp công việc của bạn gặp được nhiều điều thuận lợi. Tử vi tuổi Giáp Thân mệnh Thủy, vận trình bất lợi do tiểu nhân quấy phá. Tử vi tuổi Bính Thân mệnh Hỏa, cần phải bình tĩnh để không kích động mà gây chuyện. Tử vi tuổi Mậu Thân mệnh Thổ, có thể tự làm hại bản thân bởi những hành động thiếu suy nghĩ. Tử vi tuổi Canh Thân mệnh Mộc, đừng quá nóng nảy và vội vàng tìm cách phản kháng. Tử vi tuổi Nhâm Thân mệnh Kim, hãy dùng hành động thực tế để chứng minh năng lực. Sự nghiệp trong ngày đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 3 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn trong ngày 5366, màu sắc cát tường là trắng, nâu. Quý nhân phù trợ là tuổi Thìn, tuổi Tý, giờ tốt trong ngày là từ 9 đến 11 giờ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Thân đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Thân có một ngày làm việc suôn sẻ, may mắn và thành công. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi của con giáp tuổi Dậu ngày 5 tháng 6 năm 2024 dương lịch. Theo dõi tử vi của 12 con giáp, mọi công việc trong ngày của tuổi Dậu có bước phát triển vượt bậc, các kế hoạch đều được tiến hành một cách thuận lợi và nhanh chóng, các mối quan hệ xã giao tốt đẹp cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho bản mệnh trong thời điểm này. Tuổi Dậu còn có cơ hội được cất nhắc lên những vị trí tương xứng với năng lực của mình dưới sự trợ mệnh của cát tinh. Tuy nhiên, tuổi Dậu cần chú ý sức khỏe của bản thân bên cạnh việc ăn nghỉ điều độ. Hôm nay con giáp này nên tránh mọi sự tổn thương tại các vị trí phía trong xương cùng, đầu gối, bàn chân và sau ống chân. Với sự xuất hiện của chính quan, cát thần này mang tới cho tuổi Dậu sự hiệu quả, hanh thông trong công việc, bạn chủ động hơn, xông xáo hơn, không ngại gian khó để khẳng định tài năng vươn tới thành công. Nhờ vậy, bạn sẽ sớm nhận được nhiều tin vui khi mà những nỗ lực và cố gắng của bản mệnh không hề uổng phí. Thành quả mà bản mệnh đạt được hôm nay đủ để khiến cho con giáp này thấy tự hào. Hãy cố gắng duy trì phong độ. Hôm nay bản mệnh may mắn nhờ tam hợp cục trợ lực trong công việc. Tuổi này làm ăn thông minh, ngoại giao giỏi nên khá thu hút khách. Lộc lá làm ăn đang về cực kỳ nhiều nên cứ từ từ mà hưởng thụ. Cuộc sống có phúc quả là có phần. Đường tình duyên cũng vượng sắc không kém, nhờ thổ dưỡng kim, đào hoa nở rộ nên các bạn độc thân dễ tìm được hạnh phúc cho mình. Bản mệnh còn kết nối khá tốt với mọi người xung quanh, biết tạo thêm cơ hội cho bản thân. Được thực thần cho lộc nên bản mệnh ngày này sẽ có lộc ăn uống, quả cáp hoặc được cho tiền bất ngờ. Thu nhập tốt từ việc làm chính lẫn việc làm thêm, tiền đổ về túi bạn nhiều hơn bao giờ hết. Tử vi tuổi Ất Dậu mệnh Thủy ngày hôm nay, bạn bè không chất lượng nên nghỉ chơi. Tử vi tuổi Đinh Dậu mệnh Hỏa, lộc lá đến tận cổng nhà, hoan hỉ để đón nhận. Tử vi tuổi Kỷ Dậu mệnh Thổ, chú ý sức khỏe xương khớp nhiều hơn. Tử vi trong ngày tuổi Tân Dậu mệnh Mộc, sống đừng hiền quá để người khác ăn chặn. Tử vi tuổi Quý Dậu mệnh Kim, miệng hay nói nhưng tâm thì vô cùng sạch. Sự nghiệp trong ngày đạt 5 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn trong ngày 28-47, màu sắc cát tường là trắng và xám. Quý nhân phù trợ là tuổi Tỵ, tuổi Thìn. Giờ tốt trong ngày hôm nay là từ 15 đến 17 giờ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Dậu đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Dậu luôn gặp nhiều may mắn, thành công trong mọi lĩnh vực. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi của con giáp tuổi Tuất ngày 5 tháng 6 năm 2024 dương lịch. Theo dõi tử vi của 12 con giáp, tuổi Tuất cần phải sớm thắt chặt lại các khoản chi tiêu của mình.
Nếu bản mệnh không biết cách cân đối lại tài chính thì có thể sẽ lâm vào cảnh túng thiếu về tiền bạc, buộc phải đi vay mượn để trang trải cuộc sống. Ngày này cũng không thích hợp cho các kế hoạch đầu tư tài chính bởi rủi ro luôn rình rập. Tuổi Tuất nên kiểm tra lại thông tin một lượt, chớ vì nóng vội mà ném tiền kiếm bằng mồ hôi nước mắt của mình chỉ vì tham cái lợi trước mắt. Về phương diện sức khỏe, con giáp này cần phải chú ý đến đường tiêu hóa của mình, bản mệnh phải thận trọng kẻo bị đau bụng, đau dạ dày vì thói quen ăn uống thiếu khoa học. Con giáp này lâm kiếp tài nên làm ăn phải hết sức cẩn thận, không nên khai trương thuê mặt bằng hay giao việc cho người khác làm kẻo hỏng hết việc. Bạn cũng cần bình tĩnh xử lý những tình huống phát sinh nằm ngoài dự tính. Này bản mệnh gặp phải tương hình nên hay ăn nói quá thẳng thắn, dễ làm mất lòng người khác rồi rước họa vào thân, cô độc. Bạn bè chơi với nhau, có người không thật lòng, có kẻ vô tâm, sống không thật, muốn chia rẽ tình cảm, hội bạn bè chơi với nhau lâu năm, tài lộc yên ổn, nhờ hai hành thổ tương hòa. Dù vậy thì bạn cũng nên kiểm soát chi tiêu để không bị nhãn túi, này cũng không nên cho người khác mượn tiền hay đi rút tiền ở ngân hàng vì không có lãi. Theo dõi tử vi tuổi Sắp Tuất mệnh hỏa, đừng nghĩ nhiều về chuyện tình cảm. Tử vi tuổi Bính Tuất mệnh thổ, không phải cứ gặp khó khăn là sẽ khổ được mãi. Tử vi tuổi Mậu Tuất mệnh mộc, lúc khó khăn không thấy mặt bạn bè. Tử vi tuổi Canh Tuất mệnh kim, thôi suy nghĩ về những chuyện trong họ hàng. Tử vi tuổi Nhâm Tuất mệnh thủy, đừng cãi cọ với những người vô duyên. Sự nghiệp trong ngày đạt 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn trong ngày 45, 68, màu sắc cát tường là nâu và trắng, quý nhân phù trợ là tuổi Ngọ, tuổi Mão, giờ tốt trong ngày là từ 9 đến 11 giờ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Tuất đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Tuất luôn gặp nhiều may mắn, thành công trong mọi lĩnh vực. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi của con giáp tuổi Hợi trong ngày mùng 5 tháng 6 năm 2024 dương lịch. Mối quan hệ xã giao của tuổi Hợi gặp phải nhiều bất lợi, có đồng nghiệp xấu cố tình gây rắc rối cho bản mệnh. Tuy nhiên thì đừng giữ mãi mọi chuyện trong lòng rồi lại khó chịu, con giáp này nên tìm cách phớt lờ những điều không hay. Chuyện tình cảm của người độc thân cũng không có nhiều biến động, bởi bản mệnh quá do dự, không dám đối diện với cảm xúc thật với người mình yêu, dành tình cảm. Cứ tiếp tục như vậy, rất có thể tuổi Hợi sẽ bỏ lỡ đối phương đầy nuối tiếc. Trong ngày này, người mang thai không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở hướng này, trong phòng và cửa phòng mình, bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến cả mẹ và bé. Người tuổi Hợi đã lập gia đình sẽ có một ngày khá yên bình, bạn luôn tin tưởng vào tất cả các thành viên trong gia đình mình. Nếu có vấn đề gì xảy ra, mọi người cũng sẽ luôn trao đổi với nhau để tìm cách giải quyết hợp lý nhất. Những người còn độc thân có thể nhận được tín hiệu từ những người khác giới. Con người không có ai là hoàn hảo, hãy mở lòng hơn để nhận ra được những ưu điểm của người khác, chứ không nên chăm chăm vào khuyết điểm của mọi người. Trên phương diện sự nghiệp, chính quan độ mệnh giúp bạn có một ngày làm việc thuận lợi với tinh thần trách nhiệm cao. Làm việc đến đầu đến đũa, bạn thường nhận được sự tin tưởng của đồng nghiệp và cấp trên. Hôm nay bản mệnh được chính quan độ vận nên công việc lại cực kỳ khởi sắc, dù là ngày cuối tuần, bạn có thể đặt niềm tin vào công việc mới, thi cử, chuyển công tác. Sắp tới bạn sẽ được cấp trên đánh giá cao về thành tích cũng như công sức mà mình đã bỏ ra. Quan hệ xã giao hài hòa, tình cảm tốt đẹp nhờ tam hội chiếu vận, bạn có cơ hội gặp gỡ làm quen với những người có thể nâng đỡ sự nghiệp cho mình. Bản mệnh cũng nhận được tin tức tích cực từ người thân ở xa nhắn về, đây là ngày cực hợp với tuổi Hợi. Theo dõi tử vi tuổi Ất Hợi mệnh hỏa, gia đình quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Tử vi tuổi Đinh Hợi mệnh thổ, người độc thân nhận được nhiều sự săn đón. Tử vi tuổi Kỷ Hợi mệnh mộc, hãy mở lòng với mọi người, đừng quá sức soi mói. Tử vi tuổi Tân Hợi mệnh kim, nhận được sự đánh giá tốt của cấp trên. Tử vi tuổi Quý Hợi mệnh thủy, đây là thời điểm thích hợp để khẳng định giá trị bản thân mình. Sự nghiệp trong ngày đạt 5 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn trong ngày 76, 84, màu sắc cát tường là đen và trắng, quý nhân phù trợ là tuổi Dần, tuổi Mão, giờ tốt trong ngày là từ 5 đến 7 giờ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Hợi đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Hợi luôn gặp nhiều may mắn và thành công.
Và để không bỏ lỡ những video mới nhất từ Tâm Linh 365, quý anh chị hãy hoan hỷ đăng ký kênh miễn phí để ủng hộ cho ban biên tập chương trình. Sau đó nhấn vào tín hiệu chuông để được nhận thông báo mỗi khi có video mới. Hoặc quý anh chị cũng có thể truy cập vào đường link Facebook Tâm Linh 365 đã được gắn link ở dưới phần mô tả. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo.